chưa? Nào thời gian đến ngược bắt đầu 3, 2, 1 bắt đầu. Và robot tự động đã bắt đầu khởi động trong khi đó robot bằng tay tiến lên vùng. Dành cho robot bằng tay quả bóng đầu tiên đã bị miss. Trong khi đấy robot tự động đang đi đến quả bóng đỏ đầu tiên. Liệu có thành công không? Đã thành công rồi, đã hái được một quả bóng đỏ từ robot tự động. Trong khi đấy robot bằng tay vẫn lại hoài. Anh có kịp quay về đây để tiếp bóng từ robot tự động hay không? Trong khi đấy robot tự động đang tiến đến vùng tự động để lấy quả bóng đỏ thứ hai. Có thành công không? Đã thành công rồi. Và một quả bóng đỏ đã được đưa về nơi thu hoạch. Trong khi đấy robot tự động tiếp tục đi tìm những quả bóng đỏ của mình. Chiến thắng tuyệt đối là khi có 4 quả bóng đỏ trong vùng thu hoạch và có tối thiểu 1 quả bóng màu xanh nước biển trong vùng thu hoạch. Và đã có quả bóng đỏ thứ 3. Đội chơi robot chơi rất ổn định trong khi robot bàn tay chơi rất fail. Và đang tiến đến quả bóng đỏ thứ 4. Liệu có thành công không? Vâng, đã thành công rồi. Thật là đau tim khi mà cái tay với ra khỏi quả bóng đỏ. Nhưng không sao hết, đã có quả bóng đỏ thứ 4. Nhưng chưa có quả bóng đỏ xanh nước biển nào. Vâng, đã có tín hiệu xin khởi động robot tự động của hai đội. Và thời gian vẫn còn rất nhiều, 98 giây. Ấn nút bên. Vẫn chưa hết giờ, trong khi đấy robot bàn tay vẫn tiếp tục cần mẫn đi lấy những quả bóng của mình. Liệu có chiến thắng tiếp tục hay không hay lại phải tiến điểm? Chúng ta chỉ cần một quả bóng màu xanh nước biển nữa, ta đã có một chiến thắng tuyệt đối. Trong khi đấy với những quả bóng xanh ta chỉ được với một số điểm rất là ít. Và tôi đang mải mê bình luận quá mà quên đi mất rằng chúng ta đang phải cộng điểm. Và phần cộng điểm có lẽ phải dành cho trọng tài vì tôi đã... Bây giờ tôi đã không kịp cộng. Vâng, hình như vẫn có một chút trục trặc gì đó đối với robot tự động. Cho nên đến thời điểm này vẫn chưa xuất phát và vẫn chưa có một quả bóng xanh nào được lấy. Trong khi đấy robot bằng tay vẫn tiếp tục cần mẫn. Anh làm cái gì này, anh quay chậm và đi rất chậm rãi và anh nhường lại cơ hội cho người khác. Nào, liệu có ngăn cản robot tự động của đồng mình không? Không hề. Còn 41 giây cho những nỗ lực cuối cùng. Vâng, đã đi đến quả bóng xanh nước biển đầu tiên, có thành công không? Thành công không? Vâng, đã thành công rồi. Và robot tự động lùi về. Robot bằng tay có kịp lấy không? 28 giây cho nỗ lực cuối cùng. Vâng, đã được rồi. Nào, chúng ta sẽ có một chiến thắng tuyệt đối ở phút ở giây thứ 16. Xin chúc mừng.